Hôm nay chúng ta tiếp với cái nội dung bài số 114, số lớn nhất trong show. Tên file là bài 96.idp và 96.out. Đấy. Đề bài yêu cầu cho một cái show S và chứa chỉ chữ bao gồm các ký tự là chữ cái và chữ số. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm chữ số lớn nhất ở trong show. Như vậy thì ở bài toán này thì muốn tìm được chữ số lớn nhất trong show thì việc đầu tiên của chúng ta là phải tách được các số ra khỏi show đã. Đấy. Phải tách được các số ra khỏi show. Sau khi tách số đưa ra khỏi show rồi thì ta lưu nó vào một mảng. Ví dụ như khi nãy ta đã lưu ra vào một cái mảng C có K phần tử. Vậy các em sẽ thực hiện công việc tìm giá trị lớn nhất trong show như sau. Vậy thì để tách số ra khỏi show lưu vào một mảng C có K phần tử thì chúng ta làm như sau. Bước đầu tiên thì ta xác định bài toán. Input của bài toán là nhập một show S. Show S của mình đây không chứa dấu cách, chứng tỏ show S này là ta sử dụng câu lệnh cin số s được, hoặc sử dụng thằng getline cin cũng được. Cái thứ hai, ta thực hiện người ta yêu cầu đi tìm số lớn nhất trong show, vậy thì ta đưa giá trị lớn nhất trong show ra. Xong. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện như sau. Về thuật toán, chúng ta sẽ thực hiện là nhập vào một cái show s. Thuật toán nhập vào một cái show s. Bước 2 tách các cái bước thứ hai sau khi nhập xong, tức là sau free open xong, các em thực hiện cin số s xong thì ta mới bắt đầu thực hiện một bước trung gian. Đó là tách tất cả các số trong số s lưu vào trong mảng C có K phần tử. Để làm được việc này thì tương tự như bài 95 ta sẽ làm như sau. Bắt đầu ta khởi tạo một số s rỗng, S2 rỗng bởi vì nó chứa các cái số này, để tí nữa nó chứa lần lượt các số này. Thì ta khởi tạo K là số lượng phần tử của mảng C, lưu tất cả các số trong show. Ta duyệt từ đầu show cho tới cuối show. Lưu ý show trong C cộng cộng đánh số thứ tự từ 0. Nếu ký tự thứ y mà lớn hơn ký tự 0 hoặc ký tự thứ y nhỏ hơn ký tự 9 thì chứng tỏ nó là số. Nó là số thì ta nối nó vào show S2 bằng S2 cộng SI. Như vậy thì ta nối nó được vào đây, và đây, và đây. Đấy. Khi ta nối xong một số rồi, khi gặp một ký tự thì ta sẽ kiểm tra xem nếu show S2 lớn hơn rỗng, chứng tỏ có một số trong show S2, ví dụ như số 23. Khi đó ta convert số 23 này từ show sang số bằng cái thủ tục etoi. Etoi viết tắt của chữ string to int. Nha. Nên ngày xưa thầy học thầy không biết etoi nó là cái gì, thầy cứ nhớ cái gì mà etoi, eto ll gì gì đấy, f eto s chẳng hạn đấy. Thì lưu ý là string to int tức là từ kiểu show thành kiểu số, người ta viết rất dễ nhớ. Thì ta đổi show S2 thành số S2 thành một số và ta cấp phát một phần tử mới cho bảng C và lưu giá trị số này vào. Như vậy mảng C của thầy lần lượt lưu các số 5, 23, 2, 1, 3, 4 và 88. Rồi, sau đó ta khởi tạo S2 rỗng để thực hiện nó đi nối các show kế tiếp, nối các show số kế tiếp. Nếu ta không khởi tạo S2 bằng rỗng ở đây thì tất cả các số ở trong show này nó nối với nhau thành một số to, là thành 4432. Đấy, nó nối thành một cái số dài và khi đó bài toán của mình sẽ bị sai kết quả. Do đó S2 khởi tạo bằng rỗng là để khởi tạo lại bằng rỗng trước khi đi nối lại các cái số khác. Sau khi thực hiện công việc for này xong, cái ta thu được là một mảng C có K phần tử. Tuy nhiên ta cũng nên lưu ý rằng sau khi thực hiện vòng for trên xong, nếu cái thằng S2 mà còn lớn hơn không, chấm sai lớn hơn không, chứng tỏ trong S2 vẫn đang chứa một số mà chưa được đẩy vào trong mảng C thì ta đổi nốt nó thành số và đẩy nó vào trong mảng C nhé. Đấy. Trường hợp này nó sẽ rơi vào trường hợp đó là có một cái số nguyên đứng ở cuối show thì sau khi chạy xong thì nó chưa kịp đẩy vào thì nó thoát mất rồi. Đấy. Tới đây thì ta đã thực hiện thu được mảng C có K phần tử. Bài toán tới bây giờ thì công việc của chúng ta thật nhẹ nhàng, yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất trên mảng C. Đây là bài tập mảng một chiều. Bắt đầu ta khởi tạo giá trị z bởi một cái giá trị vô cùng bé vì ta đang đi tìm giá trị lớn nhất mà. Duyệt từ đầu mảng C cho tới cuối mảng C, lưu ý mảng C có K phần tử. Nếu CI mà lớn hơn z, biểu thức này điều kiện đúng thì chứng tỏ CI mới là thằng lớn nhất. Vì CI thằng lớn nhất nên ta lưu z bằng CI để cập nhật giá trị z. Kết thúc của cái vòng for trên ta thu được là z là kết quả của bài toán. Vậy ta đưa z ra và kết thúc giải thuật. Đấy, như vậy thì các bạn
thì cái bài tập tách số ra khỏi sâu nó thật là đơn giản. Đấy, như vậy thì ta hoàn toàn có thể tổ chức khai báo một cái mảng C, khai báo biến K, rồi khởi tạo sâu S, khai báo bìa hai sâu, khởi tạo sâu S2 bằng rỗng, rồi từ đầu sâu, đấy, ta nối nó vào sâu S2. Nếu độ dài nó lớn hơn 0 chứng tỏ nó chứa một số thì cấp phát một phần tử mới cho mảng C để convert thằng S2 từ sâu sang số, lưu nó vào mảng C, khởi tạo lại S2 bằng rỗng để đi tìm sâu kế tiếp. Nếu sau khi thực hiện giao vòng for, nếu mà S2 chấm sai lớn hơn 0 chứng tỏ trong S2 đang chứa một số thì cấp phát một phần tử mới, lưu nốt cái số đó vào, sau đó ta đi tìm giá trị lớn nhất trên mảng C. Thực hiện xong công việc trên thì ta thu được là giá trị lớn nhất trong sâu. Ở đây thầy vẫn đang thích áp dụng sử dụng cái mô hình bài toán là đẩy nó vào trong mảng C, bởi vì sau này ta có thể gặp các bài toán khác trên sâu. Nhưng hãy luôn nhớ rằng sau khi thực hiện xong ở bước 2, ta luôn thu được mảng C có K phần tử. Khi đó người ta yêu cầu đếm số lượng số chẵn trong sâu, đếm số lượng số lẻ trong sâu, rồi vân vân mây mây. Thì các bạn cố gắng nhé, ta cũng sẽ làm như thế. Rồi sau cái đoạn phân tích như trên, bây giờ thầy xin mời theo thứ tự từ bé đến lớn, mời Việt chia sẻ bài làm.